Kính thưa thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày về vấn đề tai nạn khi sử dụng thuốc cảm quang có phải là non-immunologic anaphylaxis hay không, tức là phản vệ không có miễn dịch. Thì theo như sách Washington bản 35, anaphylaxis được phân thành hai loại, đó là immunologic anaphylaxis và non-immunologic anaphylaxis, là phản vệ có miễn dịch và phản vệ không có miễn dịch. Thì với phản vệ có miễn dịch thì định nghĩa đó là phản vệ theo dị ứng qua trung gian kháng thể IgE, loại này là thuộc quá mẫn tiếp 1. Thì đây là các yếu tố gây nên hiện tượng phản vệ có miễn dịch. Còn với phản vệ không có miễn dịch thì đây là một hiện tượng phản vệ không có qua trung gian kháng thể IgE. Hướng này sẽ làm mất hạt của tế bào mast và basophil, nó không có một immunoglobulin nào hết. Thì đây là các yếu tố gây nên phản vệ không có miễn dịch. Thì trong đó có thuốc cảm quang radio contrast media. Thì hôm nay chúng ta sẽ đặt ra vấn đề, đó là có phải thuốc cảm quang thật sự là thuộc loại phản vệ không miễn dịch hay không. Đây là quá trình phản vệ có miễn dịch. Thì đầu tiên antigen bị nguyên sẽ kích hoạt tế bào B sản xuất ra kháng thể IgE. Và kháng thể IgE này sẽ gắn lên bề mặt của tế bào mast và tế bào basophil. Giai đoạn tiếp theo thì antigen hoặc là dị nguyên sẽ tiếp xúc lần thứ hai, gắn lên kháng thể trên bề mặt tế bào mast và basophil, làm mất hạt của các tế bào này và giải phóng ra histamine và các hóa chất trung gian, gây nên các biểu hiện phản vệ dị ứng ở trên cơ thể do các chất hóa chất trung gian này gây ra. Thì đây là một phản ứng có qua trung gian IgE. Với câu hỏi là tai nạn khi sử dụng thuốc cảm quang có phải là non-immunologic anaphylaxis hay không, thì câu trả lời của em đó là hiện tại là phải, vì thuốc cảm quang gây ra phản vệ không có sự xuất hiện của một immunoglobulin nào hết. Đây là cơ chế của non-immunologic anaphylaxis. Thì trong tài liệu của Today thì người ta cũng nói về anaphylaxis cũng có hai loại, đó là immunologic anaphylaxis và non-immunologic anaphylaxis. Thì đây là cơ chế của phản vệ không miễn dịch. Nó đó là nó có kích hoạt trực tiếp tế bào mast và basophil, không có qua trung gian kháng thể IgE hoặc là một kháng thể nào khác. Cơ chế của nó là bao gồm hoạt động của bổ thể mà thường là C3A hoặc C5A ngay lập tức tác động làm các tế bào mast và tế bào basophil hoạt động tiết ra histamine. Thì đây là tóm tắt cơ chế phản ứng quá mẫn của thuốc cảm quang. Đầu tiên, thuốc sẽ hoạt hóa trực tiếp bổ thể C3 và cả hệ thiamin, hệ fibroglutic, hệ thống đông máu. Các hệ này sẽ kích thích tế bào mast và basophil tiết ra histamine, prostaglandin, bradykinin và những hóa chất trung gian khác. Thì đây là một cái hình
mô tả quá trình phản vệ. Nếu như mà cơ chế theo immunologic thì sẽ có một kháng thể dán ở trên bề mặt tế bào mast và tế bào basophil, và antigen gắn vào kháng thể này sẽ kích hoạt các tế bào mast tiết ra histamine, tiết ra các hóa chất trung gian gây nên các phản ứng phản vệ trên cơ thể, về trên hệ hô hấp, về tim mạch, mạch máu. Còn với mà cơ chế non immunologic do các một số thuốc gây ra, trong đó có thuốc cản quang, thì nó sẽ sau khi vào cơ thể sẽ kích hoạt các hệ thống bổ thể, hệ kinin, hệ prion lactic, hệ coagulation, làm cho tế bào mast và tế bào basophil mắc kẹt, giải phóng ra các hóa chất trung gian gây nên các phản ứng phản vệ và dị ứng. Thì cái kết quả của hai quá trình này đều như nhau, chỉ khác nhau ở quá trình đầu là có qua trung gian IgE hay là không. Thì có một tài liệu trình bày về anaphylactic reaction to IV substances, tức là tôi gọi đây là các phản ứng giả phản vệ, các phản ứng giả phản vệ do các thuốc tiêm tĩnh mạch gây ra. Thì người ta tìm thấy là có bốn dạng và phản vệ của thuốc tiêm tĩnh mạch. Thì loại thứ nhất đó là thuộc vào quá mẫn tiếp 1, thì phản ứng này qua trung gian IgE, kháng thể IgE nhưng mà không có sự tham gia của bổ thể. Còn loại thứ hai là có qua immunoglobulin và có cả bổ thể tham gia. Còn loại thứ ba là chỉ qua con đường bổ thể là C3 và C4. Còn loại thứ tư cái qua loại thuốc hoặc là chất hóa học sẽ kích thích trực tiếp tế bào mast, các tế bào mast tiết ra histamine luôn. Thì thuốc cản quang là thuộc loại thứ ba. Mình có tìm thấy một thí nghiệm trong ống nghiệm về sự tiết histamine và serotonin do thuốc cản quang gây ra. Thì tóm tắt thí nghiệm này là thí nghiệm được mô tả như sau: đó là mẫu thí nghiệm gồm có máu của 20 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 23 đến 37 tuổi, trong đó 3 người có tiền sử dị ứng thuốc, 4 người có dị ứng phấn hoa, chàm và hen phế quản, số còn lại không có tiền sử dị ứng. Các mẫu này được đặt trong 3 môi trường khác nhau. Môi trường thứ nhất đó là huyết thanh kết hợp với thuốc cản quang, thì kết quả thu được đó là tăng nồng độ histamine. Ở môi trường thứ hai thì huyết thanh, thì người ta sẽ dùng huyết thanh loại bỏ bổ thể kết hợp với thuốc cản quang thì thấy là không có histamine. Ở môi trường thứ ba thì người ta đặt huyết thanh loại bỏ IgG kết hợp với thuốc cản quang thì kết quả đó là tăng nồng độ histamine. Thì với thí nghiệm này người ta kết luận là sự tiết histamine có thể là do bổ thể. Thì trong tài liệu của US Pharmacist thì cũng có nói là không có kháng thể dị ứng nào gây ra phản ứng, mà chất cản quang tự hoạt hóa giải phóng trực tiếp histamine và các hóa chất khác từ tế bào mast. Còn trong NCBI cũng có một bài viết thì ở đây người ta nói là phản vệ do thuốc cản quang gây ra giống như là một anaphylactoid
tức là phản ứng giả phản vệ hơn là một cái phản ứng dị ứng do qua IgE thật sự. The anaphylactoid là giả phản vệ, là phản ứng dị ứng có hậu quả tương tự như phản ứng phản vệ nhưng khác về cơ chế giải phóng các hóa chất trung gian hóa học. Nó giải phóng trực tiếp chứ không qua trung gian IgE. Tuy nhiên thì có một vài nghiên cứu khác thì cũng có tìm thấy được IgE nhưng mà cũng không chắc chắn, nên là câu trả lời của mình đó là với cơ chế non-immunologic anaphylaxis chỉ là hiện tại thôi. Thì sau này nếu như mà có các nghiên cứu hiện đại hơn thì có thể tìm ra được IgE nên cũng nên ta trong tương lai chúng ta cũng chưa biết câu trả lời chính xác. Thì ở Hoa Kỳ cũng có một bác sĩ đã trình bày về thuốc cản quang gây ra phản ứng phản vệ. Thì tư bệnh học mà bác ấy đưa ra đó là đây cũng là một phản ứng không có miễn dịch, không có sự xuất hiện của IgE, và cơ chế của nó thì bao gồm đó là ngay lập tức sẽ kích hoạt tế bào mast hoạt động và các hoạt động của các hệ thống coagulation, creatinine và hệ thống bổ thể. Thứ ba đó là ức chế sự kết tập tiểu cầu và tăng tiết serotonin. Cuối cùng là có sự ức chế enzyme như là choline stearate. Thì phân loại các phản ứng thuốc cản quang gồm có 3 cách. Theo nếu theo cơ chế sinh lý bệnh thì thuốc cản quang được phân ra thành phản ứng dạng quá mẫn và phản ứng dạng độc tính tế bào. Còn với cơ quan chịu ảnh hưởng thì phải gồm có hai loại phản ứng, đó là phản ứng liên quan đến thận và phản ứng không liên quan đến thận. Còn với thời gian khởi phát thì cũng có là phản ứng cấp tính, đó là nhỏ hơn ít hơn 1 giờ, và phản ứng muộn là từ 1 giờ đến 7 ngày hoặc là hơn nữa. Thì đây là trong cảnh tài liệu trong cảnh giác dược. Với phản ứng có hại liên quan đến thuốc cản quang có chứa iốt thì ở phản ứng có hại không liên quan đến thận, nếu như mà mức độ nhẹ của với phản ứng cấp tính xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi sử dụng thuốc, thì nếu như mức độ nhẹ thì có phản ứng dạng dị ứng, đó là phản ứng trên da nổi mẩn nhẹ, ngứa nhẹ, ban đỏ. Còn với phản ứng dạng độc tính hóa học thì sẽ gây ra buồn nôn, nôn nhẹ, nóng bừng, ớn lạnh, bồn chồn hoặc lo lắng. Phản ứng thần kinh phế vị có thể tự phục hồi. Còn ở mức độ trung bình thì phản ứng dị ứng sẽ nổi mẩn nhiều, co thắt phế quản nhẹ, phù mạc, phù thanh quản. Còn với phản ứng dạng độc tính hóa học thì phản ứng thần kinh phế vị, thoát mạch, loét da, sưng phồng, hoại tử mô mềm và hội chứng chèn ép khoang. Còn ở mức độ nặng hơn thì sẽ gây ra tụt huyết áp, sốc, ngừng hô hấp, ngừng tim. Phản ứng độc tính hóa học gây ra loạn nhịp tim và co giật. Thì các yếu tố nguy cơ đó là ở trẻ em và người cao tuổi, bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang, hen phế quản, viêm da, atopy, bệnh tự miễn, bệnh lý thận, tim mạch, bệnh huyết học, chuyển hóa, sử dụng thuốc cản quang dạng ion hóa có áp suất thẩm thấu cao, thuốc sử dụng đồng thời như là thuốc ức chế men chuyển, thuốc chặn beta, thuốc chế bơm vào trong, interleukin 2, mefloquine, tắc lợi tim và truyền thuốc. Còn ở phản ứng xuất hiện muộn xảy ra từ sau 1 giờ cho đến vài tuần sau khi sử dụng thuốc thì gây ra các phản ứng dị ứng quá mẫn trên da, ban đỏ, mề đay, giáp sẩn,
trên hệ tiêu hóa, buồn nôn, nôn, đau vùng thượng vị. Trên thần kinh trung ương thì có chóng mặt, đau đầu, rối loạn toàn thân như là rét run, sốt được ghi nhận với tần suất từ 0,5% đến 14%. Ngoài ra còn gây ra nhiễm độc tuyến giáp, thường gặp ở các bệnh nhân có tiền sử đó là bệnh Gray, bú giáp đa nhân và bệnh lý tuyến giáp tự miễn, đặc biệt là người cao tuổi hoặc sống trong vùng nhiệt đới thiếu iốt. Còn với phản ứng có hại liên quan đến thận, tổn thương thận cấp sau khi dùng thuốc phản quang được định nghĩa theo Hiệp hội Chẩn đoán Hình ảnh Điện sinh dục châu Âu thì được định nghĩa như sau: nồng độ creatinine huyết thanh tăng lớn hơn bằng 0,3 mg trên dl hoặc là lớn hơn bằng 26,5 micromol trên lít hoặc tăng lớn hơn bằng 1,5 lần so với giá trị ban đầu trong vòng 48 đến 72 giờ sau khi tiêm đỉnh mạch thuốc cản quang. Còn với định nghĩa của Hiệp theo Hội đồng thuốc và thuốc cản quang của Trường môn Chẩn đoán Hình ảnh Hoa Kỳ thì trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng thuốc cản quang xuất hiện một trong những biến cố sau: nồng độ creatinine huyết thanh tăng lên 0,3 mg trên dl lớn hơn 26,4 micromol trên lít hoặc là tăng 1,5 lần so với giá trị ban đầu, lượng nước tiểu giảm khoảng là nhỏ hơn bằng 0,5 ml trên kg trên giờ ít nhất là trong 6 giờ. Thì cái yếu tố nguy cơ đó là đối với thận phơi nhiễm với thuốc lần đầu thì bệnh nhân có mức lọc cầu thận nhỏ hơn 45 ml trên phút trên 1,73 m dung da trước khi dùng thuốc cản quang đường động mạch hoặc là do tim động mạch liều cao. Còn với thận phơi nhiễm với thuốc cản quang lần thứ hai thì ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận nhỏ hơn 30 ml trên phút trên 1,73 m dung da trước khi tiêm tĩnh mạch hoặc là động mạch. Bệnh nhân nằm ở khoa ICU hoặc là bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương thận, mất nước, bệnh lý tim mạch hoặc là thuốc cản quang có áp suất thẩm thấu cao hoặc là tiêm thuốc cản quang nhiều lần trong 48 đến 72 giờ. Còn đây là cơ chế bệnh của tổn thương thận cấp gây ra do thuốc cản quang. Thì theo tài liệu này, cơ chế hoại tử ống thận cấp của thuốc cản quang người ta đưa ra có hai giả thuyết chính. Thứ nhất đó là do sự co mạch ở thận sẽ gây ra thiếu máu oxy vùng tủy thận. Và thứ hai đó là gây độc tế bào trực tiếp của chất cản quang trên ống thận. Còn đây là cơ chế bệnh sinh của CIKI, tức là tổn thương thận cấp do thuốc cản quang, được trình bày với bệnh viện trung ương như sau. Đó là thứ nhất là do thiếu máu tại thận, do giảm dòng máu thận và phóng thích những chất co mạch như là endorphin, adenosine và ức chế những chất giãn mạch như ano, prostaglandin, đồng thời làm tăng tiêu thụ oxy do chất cản quang làm tăng áp lực thẩm thấu nước tiểu trên nên cần tăng hoạt động vận chuyển chất tại ống thận. Thứ hai là tăng áp lực thẩm thấu tiểu làm tăng áp lực thủy tĩnh trong ống thận gây ra giảm độ lọc cầu thận hoặc là gây độc trực tiếp lên tế bào ống thận và mô kẽ sản xuất các gốc oxy tự do. Đây là các sơ đồ được trình bày hai ba con đường. Thứ nhất đó là làm tăng endothelin và adenosine, giảm ADO và prostaglandin, làm giảm dòng máu thận dẫn đến là giảm oxy máu ở tủy thận, hoặc là do tăng nồng độ thẩm thấu tại ống thận xa thì thuốc cản quang gây ra cái phản ứng gây độc này. Thường là thuốc đối với thuốc cản quang có nồng độ thẩm thấu cao
Thì thuốc cản quang có hai loại, đó là có là nồng độ thẩm thấu thấp và thuốc cản quang có nồng độ thẩm thấu cao. Thì thuốc cản quang có nồng độ thẩm thấu cao có nhiều nguy cơ hơn là thuốc có nồng độ thẩm thấu thấp, vì nó sẽ gây ra là làm tăng thẩm thấu tại ống thận xa, làm tăng tiêu thụ oxy, làm giảm oxy máu ở tủy thận, cuối cùng thì gây độc cho thận. Thì phần trình bày của em ở đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đây là các nguồn tài liệu đã tham khảo.